Kinh Đại Bát Niết Bàn, quyển 24. Phẩm Bồ Tát Quang Minh Biến Chiếu Cao Quý Đức Dương. Phẩm thứ 10, phần 4. Lại nữa, thiện nam tử, thế nào là Đại Bồ Tát tu tập hành trì kinh Đại Niết Bàn thành tựu đầy đủ công đức thứ nhì? Thiện nam tử, Đại Bồ Tát tu tập hành trì kinh Đại Niết Bàn, những chỗ trước đây không chứng đắc thì nay chứng đắc, trước đây không nhìn thấy thì nay được thấy, trước đây không nghe thì nay được nghe, trước đây không đến thì nay đạt đến, trước đây không biết thì nay được biết. Sao gọi là chỗ trước đây không chứng đắc thì nay chứng đắc? Như nói về thần thông, trước đây không chứng đắc thì nay chứng đắc. Thần thông có hai loại, một là nội thông, hai là ngoại thông. Ngoại thông là những thần thông mà ngoại đạo cũng có, nội thông là những thần thông chỉ có trong đạo Phật, lại phân thành hai loại. Một là thần thông của hàng nhị thừa, hai là thần thông của hàng Bồ Tát. Bồ Tát tu tập hành trì kinh Đại Niết Bàn chứng đắc những thần thông mà hàng Thanh Văn và Phật Bích Chi đều không có được. Vì sao nói là Thanh Văn và Phật Bích Chi không cùng có được? Hàng nhị thừa khi hiện thần thông biến hóa, mỗi một tâm chỉ hóa hiện được một phép, không hóa hiện được nhiều. Bồ Tát không phải vậy, chỉ trong một tâm có thể hóa hiện đầy đủ các thân trong năm đường. Vì sao vậy? Vì có được thế lực của kinh Đại Niết Bàn này, đó gọi là chỗ trước đây không chứng đắc thì nay chứng đắc. Lại nữa, sao gọi là chỗ trước đây không chứng đắc thì nay chứng đắc? Như nói về thân được tự tại, tâm được tự tại. Vì sao vậy? Thân tâm của tất cả phàm phu đều không được tự tại, hoặc tâm tùy theo thân, hoặc thân tùy theo tâm. Như thế nào là tâm tùy theo thân? Ví như người say rượu trong thân có rượu, khi ấy thân chuyển động thì tâm cũng theo đó mà động. Lại như thân mỏi mệt thì tâm cũng theo đó mà mỏi mệt. Như thế gọi là tâm tùy theo thân. Lại như đứa trẻ thơ, thân thể bé nhỏ, tâm cũng theo đó mà nhỏ. Người trưởng thành rồi thân lớn, tâm cũng theo đó mà lớn. Lại như có người thân thể thô nhám, tâm thường nghĩ nhớ, ao ước có được loại thuốc mỡ để thoa trên thân cho được trơn láng. Như thế gọi là tâm tùy theo thân. Thế nào là thân tùy theo tâm? Như nói về những việc đến, đi, ngồi, nằm, tu hành bố thí, trì giới, nhẫn nhục, tinh tấn. Người sầu não thì thân thể gầy yếu, tiều tụy. Người vui vẻ thì thân thể mập mạp tươi nhuận. Người hốt hoảng thì thân thể run rẩy. Người chú tâm nghe thuyết pháp thì thân thể vui nhẹ, thoải mái. Người đau thương khóc lóc thì nước mắt tuôn trào. Như thế gọi là thân tùy theo tâm. Bồ Tát không phải vậy, đối với thân và tâm đều được tự tại. Như thế gọi là chỗ trước đây không chứng đắc thì nay chứng đắc. Lại nữa, thiện nam tử, Đại Bồ Tát hóa hiện thân tướng như hạt bụi nhỏ, dùng những thân như bụi nhỏ ấy
mà có thể hiện đến khắp vô lượng vô biên cõi thế giới Phật, nhiều như cát sông Hằng, không có gì chướng ngại. Nhưng trong tâm vẫn thường an định, không hề xao động. Như thế gọi là tâm không tùy theo thân. Như thế gọi là chỗ trước đây không chứng đắc thì nay chứng đắc. Thế nào là chỗ trước đây không đến mà nay đạt đến? Chỗ mà tất cả thanh văn và Phật Bích Chi đều không thể đạt đến, Bồ Tát có thể đạt đến. Vì thế gọi là chỗ trước đây không đến mà nay đạt đến. Tất cả hàng thanh văn và Phật Bích Chi tuy dùng thần thông cũng không thể biến thân như hạt bụi cực nhỏ, mà hiện đến khắp vô lượng thế giới Phật, nhiều như cát sông Hằng. Hàng thanh văn và duyên giác, khi thân động thì tâm cũng theo đó mà động. Bồ Tát không phải thế. Tuy tâm không hề xao động, nhưng thân biến hiện đến khắp mọi nơi. Như thế gọi là Bồ Tát tâm không tùy theo thân. Lại nữa, thiện nam tử, Bồ Tát hóa thân lớn như cõi thế giới Tam Thiên Đại Thiên, rồi dùng thân to lớn ấy đi vào trong thân nhỏ bé như hạt bụi. Nhưng lúc bấy giờ, tâm không theo đó mà nhỏ lại. Hàng thanh văn, duyên giác, tuy có thể hóa thân lớn như cõi thế giới Tam Thiên Đại Thiên, nhưng không thể dùng thân to lớn như vậy đi vào trong thân nhỏ bé như hạt bụi. Việc như thế còn không thể làm được, huống chi lại có thể giữ cho tâm không tùy động theo thân. Như thế gọi là Bồ Tát tâm không tùy theo thân. Lại nữa, thiện nam tử, Đại Bồ Tát dùng một âm thanh có thể khiến cho chúng sanh trong khắp cõi thế giới Tam Thiên Đại Thiên đều nghe được, nhưng trong tâm không hề nghĩ rằng mình khiến cho âm thanh ấy vang đến các thế giới, làm cho các chúng sanh chưa từng nghe mà nay được nghe. Bồ Tát từ trước cũng không hề nói rằng ta làm cho chúng sanh từ trước chưa nghe nay được nghe. Nếu người nói rằng nhờ sự thuyết pháp của ta nên chúng sanh chưa nghe nay được nghe, nên biết rằng người ấy không thể chứng đắc quả A Nậu Đa La Tam Miệu Tam Bồ Đề. Vì sao vậy? Vì nếu nghĩ rằng ta vì những chúng sanh chưa được nghe mà thuyết pháp, thì tâm như vậy chính là tâm sanh tử. Tâm ấy đã dứt mất nơi tất cả các vị Bồ Tát. Vì nghĩa ấy nên thân tâm của Đại Bồ Tát chẳng tùy theo nhau. Thiện nam tử, thân tâm của tất cả phàm phu đều tùy theo nhau. Bồ Tát không phải vậy. Vì hóa độ chúng sanh nên tuy hiện thân nhỏ bé, nhưng tâm không vì thế mà nhỏ bé. Vì sao vậy? Vì tâm tánh của chư Bồ Tát thường rộng lớn, tuy hóa hiện thân to lớn, nhưng tâm cũng không theo đó mà lớn. Thế nào là thân to lớn? Là thân lớn như cõi thế giới Tam Thiên Đại Thiên. Thế nào là tâm nhỏ? Là việc làm như đứa trẻ con. Do những nghĩa trên nên Bồ Tát tâm chẳng tùy theo thân. Đại Bồ Tát trải qua vô số kiếp đã xa lìa việc uống rượu, nhưng tâm vẫn xao động. Tâm không đau thương khổ não, nhưng thân vẫn rơi lệ. Thật không hoảng hốt, nhưng thân vẫn run rẩy. Vì những nghĩa ấy nên biết rằng thân tâm của Bồ Tát tự tại, không tùy theo nhau. Đại Bồ Tát chỉ hóa hiện một thân, nhưng mỗi chúng sanh đều nhìn thấy khác nhau. Lại nữa, thiện nam tử, thế nào là Đại Bồ Tát tu tập hành trì kinh Đại Niết Bàn? Chỗ trước đây không nghe thì nay được nghe. Đại Bồ Tát trước hết dùng tướng trạng của các âm thanh như tiếng voi, tiếng ngựa, tiếng xe, tiếng người, tiếng tù già, tiếng trống, tiếng các loại tiêu, sáo, tiếng ca hát, tiếng cười đùa mà tu tập. Nhờ tu tập nên có thể nghe được âm thanh ở các cảnh giới địa ngục
trong vô lượng thế giới Tam Thiên Đại Thiên, lại tiếp tục tu tập nên được nhĩ căn khác lạ, khác với thiên nhĩ của hàng thanh văn duyên giác. Vì sao vậy? Chỗ được nhĩ căn thanh tịnh của hàng nhị thừa, nếu nương theo bốn đại thanh tịnh mầu nhiệm của sơ thiền, thì chỉ nghe được âm thanh trong cảnh giới sơ thiền mà thôi, không nghe được âm thanh trong cảnh giới nhị thiền. Cho đến tứ thiền cũng là như vậy. Tuy có thể nhất thời nghe được âm thanh trong cõi thế giới Tam Thiên Đại Thiên, nhưng không thể nghe được âm thanh trong vô lượng vô biên thế giới nhiều như số cát sông Hằng. Vì nghĩa ấy nên chỗ được nhĩ căn của Bồ Tát khác với chỗ được nhĩ căn của hàng thanh văn duyên giác. Vì nghĩa ấy nên chỗ trước đây không nghe thì nay tu tập kinh Đại Bát Niết Bàn này rồi sẽ được nghe. Tuy nghe âm thanh nhưng trong tâm không hề có tướng nghe âm thanh, không khởi các tướng hiện hữu, thường, lạc, ngã, tịnh, tướng tự chủ, tướng nương theo, tướng tạo tác, tướng nguyên nhân, tướng nhất định, tướng kết quả. Vì nghĩa ấy nên những chỗ trước đây các vị Bồ Tát không nghe thì nay được nghe. Bấy giờ Đại Bồ Tát Quang Minh biến chiếu cao quý Đức Dương bạch Phật: nếu Như Lai dạy rằng không khởi các tướng nhất định, tướng kết quả, thì nghĩa ấy không đúng. Vì sao vậy? Trước đây Như Lai có dạy, nếu ai nghe được một câu, một chữ trong kinh Đại Niết Bàn này, thì nhất định sẽ được thành tựu quả A Nậu Đa La Tam Miệu Tam Bồ Đề. Vì sao nay Như Lai lại nói rằng không nhất định, không kết quả? Nếu quả thật sẽ được thành tựu A Nậu Đa La Tam Miệu Tam Bồ Đề, thì đó tức là tướng nhất định, là tướng kết quả. Vì sao nói rằng không có các tướng nhất định, tướng kết quả? Do nơi việc nghe tiếng xấu ác nên sanh lòng xấu ác. Vì sanh lòng xấu ác, ác phải rơi vào ba đường ác. Nếu rơi vào ba đường ác thì đó chính là tướng nhất định, là tướng kết quả. Vì sao lại nói rằng không có tướng nhất định, không có tướng kết quả? Lúc ấy Đức Như Lai ngợi khen Bồ Tát Quang Minh biến chiếu cao quý Đức Dương: lành thay, lành thay, thiện nam tử, ông khéo có thể thưa hỏi được lời như thế. Giả sử chư Phật dạy rằng các âm thanh có tướng nhất định, có tướng kết quả, ác đó không phải là tướng của chư Phật Thế Tôn, chính là tướng của ma dương, tướng sanh tử, tướng xa cách niết bàn. Vì sao vậy? Chỗ diễn thuyết của tất cả chư Phật đều không có tướng nhất định, tướng kết quả. Thiện nam tử, ví như trong lưỡi đao sáng phản chiếu khuôn mặt người, dựng đứng lưỡi đao thì thấy mặt dài, đặt nằm ngang thì thấy mặt rộng. Nếu có tướng nhất định, vì sao có việc dựng đứng lưỡi đao thì thấy mặt dài, đặt nằm ngang thì thấy mặt rộng? Vì nghĩa ấy, chỗ diễn thuyết của chư Phật Thế Tôn đều không có tướng nhất định, không có tướng kết quả. Thiện nam tử, Niết Bàn thật chẳng phải là kết quả của âm thanh. Nếu như Niết Bàn là kết quả của âm thanh, thì Niết Bàn không phải pháp thường tồn. Thiện nam tử, ví như ở thế gian, do có nguyên nhân mà sanh ra sự vật, có nhân ắt có quả, không nhân thì không quả. Vì nhân là vô thường nên quả cũng là vô thường. Vì sao vậy? Vì nhân tạo thành quả, quả cũng tạo thành nhân. Vì nghĩa ấy nên tất cả các pháp đều không có tướng nhất định. Nếu như Niết Bàn do nhân mà sanh thì nhân là vô thường nên quả cũng phải vô thường. Nhưng Niết Bàn chẳng phải do nhân sanh, nên bản thể của Niết Bàn không phải là kết quả, vì thế nên thường tồn. Thiện nam tử, vì nghĩa ấy nên bản thể của Niết Bàn là không nhất định, không kết quả. Thiện nam tử,
Nhưng Niết Bàn đó cũng có thể nói là nhất định, cũng có thể nói là kết quả. Thế nào là nhất định? Niết Bàn của tất cả chư Phật đều thường, lạc, ngã, tịnh, cho nên là nhất định. Đều không có sanh, già, hư hoại, cho nên là nhất định. Những kẻ nhất xiển đề, phạm bốn trọng cấm, phỉ báng kinh phương đẳng, tạo năm tội nghịch, nếu buông bỏ tâm ấy thì nhất định sẽ chứng đắc Niết Bàn, cho nên là nhất định. Thiện nam tử, như ông vừa nói, nếu người nào được nghe Phật thuyết giảng một câu, một chữ trong kinh Đại Niết Bàn này sẽ được thành tựu quả A Nậu Đa La Tam Miệu Tam Bồ Đề. Đối với kẻ ấy, ông chưa thật hiểu rõ. Hãy lắng nghe cho kỹ, ta sẽ vì ông mà phân biệt giảng nói rõ hơn. Thiện nam tử, như có thiện nam tử, thiện nữ nhân nào nghe được một chữ, một câu trong kinh Đại Niết Bàn này mà không khởi thành tướng chữ nghĩa văn tự, không khởi thành tướng được nghe, không khởi thành tướng Phật, không khởi thành tướng thuyết giảng, ý nghĩa như vậy gọi là tướng vô tướng. Do tướng vô tướng nên được thành tựu quả A Nậu Đa La Tam Miệu Tam Bồ Đề. Thiện nam tử, như ông có nói, vì nghe âm thanh xấu ác nên rơi vào ba đường ác. Nghĩa này không đúng. Vì sao vậy? Không phải do âm thanh xấu ác mà rơi vào ba đường ác. Nên biết rằng kết quả ấy là do tâm xấu ác. Vì sao vậy? Có nhiều người tuy nghe âm thanh xấu ác, nhưng trong tâm chẳng sanh khởi điều xấu ác. Cho nên phải biết rằng âm thanh xấu ác không phải nguyên nhân sanh vào ba đường ác. Đó là chúng sanh do phiền não trói buộc, tâm xấu ác phát triển thêm nhiều nên phải sanh vào ba đường ác. Thật chẳng phải do âm thanh xấu ác. Nếu như âm thanh có tướng nhất định, thì tất cả những người nghe lẽ ra đều phải sanh tâm xấu ác. Nhưng có người sanh tâm xấu ác, có người lại không sanh tâm xấu ác. Vậy nên phải biết rằng âm thanh không có tướng nhất định. Vì không có tướng nhất định nên cũng nhân nơi đó mà có người không sanh tâm xấu ác. Lúc ấy Bồ Tát Quang Minh Biến Chiếu Cao Quý Đức Vương lại thưa hỏi: Bạch Thế Tôn, nếu âm thanh là không nhất định, vì sao Bồ Tát trước đây không nghe mà nay được nghe? Phật dạy: Thiện nam tử, âm thanh không có tướng nhất định, chỗ trước đây không nghe, nay khiến cho các Bồ Tát được nghe. Vì nghĩa ấy nên ta dạy rằng chỗ trước đây không nghe mà nay được nghe. Thiện nam tử, sao gọi là chỗ trước đây không thấy mà nay được thấy? Thiện nam tử, Đại Bồ Tát tu tập kinh điển Vi Diệu Đại Niết Bàn, trước hết dùng các tướng của ánh sáng như là mặt trời, mặt trăng, tinh tú, đèn đuốc, ánh sáng của các loại minh châu, dược thảo mà tu tập. Nhờ tu tập nên đạt được nhãn căn khác lạ, khác với chỗ đạt được của hàng thanh văn duyên giác. Thế nào là khác? Chỗ đạt được thiên nhãn thanh tịnh của hàng nhị thừa, nếu dựa vào nhãn căn bốn đại ở dục giới thì không thấy được cảnh giới sơ thiền. Nếu dựa vào sơ thiền thì không thấy được những cảnh giới cao hơn, thậm chí không thể tự thấy được con mắt của mình. Nếu muốn nhìn thấy nhiều thì tối đa cũng chỉ được hết cõi thế giới tam thiên đại thiên. Đại Bồ Tát không tu thiên nhãn, nhìn thấy những thân tướng hình sắc tốt đẹp đều là tướng xương trắng. Tuy nhìn thấy tướng hình sắc của các thế giới phương khác nhiều như các sông Hằng, nhưng không khởi tướng hình sắc, không khởi tướng thường tồn, tướng hiện hữu, tướng sự vật, tướng danh tự. Bồ Tát khởi tướng nhân duyên, không khởi tướng thấy, không cho rằng con mắt này là tướng thanh tịnh vi diệu. Chỉ thấy có tướng nhân duyên và chẳng phải nhân duyên mà thôi.
Thế nào là nhân duyên? Hình sắc là nhân duyên của con mắt. Nếu như hình sắc không phải nhân duyên, thì tất cả phàm phu lẽ ra không sanh khởi tướng thấy sắc. Vì nghĩa ấy nên gọi hình sắc là nhân duyên. Nói chẳng phải nhân duyên, đó là Đại Bồ Tát tuy cũng nhìn thấy nhưng không sanh khởi tướng sắc, nên chẳng phải nhân duyên. Vì nghĩa ấy nên thiên nhãn thanh tịnh mà Bồ Tát đạt được khác với chỗ đạt được của hàng thanh văn duyên giác. Do nghĩa ấy mà trong cùng một lúc Bồ Tát có thể nhìn thấy khắp các thế giới của chư Phật hiện tại trong mười phương. Đó gọi là Bồ Tát trước kia không thấy mà nay được thấy. Cũng vì nghĩa ấy, Bồ Tát có thể nhìn thấy đến những hạt bụi nhỏ mà thanh văn, duyên giác không thể nhìn thấy. Cũng vì nghĩa ấy, tuy tự thấy được mắt mình nhưng không hề khởi tướng thấy, chỉ thấy tướng vô thường, thấy rõ thân phàm phu chất chứa 36 thứ đầy dẫy những sự bất tịnh, cũng rõ ràng như nhìn trái A-ma-lặc đặt trong lòng bàn tay. Vì nghĩa ấy nên trước đây không thấy mà nay được thấy. Nếu Bồ Tát nhìn thấy tướng hình sắc của mỗi chúng sanh, liền biết ngay được căn cơ của người ấy là đại thừa hay tiểu thừa. Bồ Tát chạm vào y phục của chúng sanh cũng biết được những căn tánh khác biệt, hoặc thiện hoặc ác. Vì nghĩa ấy nên có chỗ trước đây không biết mà nay được biết. Một khi nhìn thấy thì những điều trước kia không biết nay liền được biết. Do biết như vậy nên trước kia không thấy mà nay được thấy. Lại nữa, thiện nam tử, sao gọi là chỗ trước đây Bồ Tát không biết mà nay được biết? Đại Bồ Tát tuy rõ biết các tâm tham sân si của phàm phu, nhưng không hề khởi các tướng tâm cùng tâm sở, không khởi tướng chúng sanh cùng tướng sự vật. Tu tập theo đệ nhất nghĩa nên thấy được tất cả rốt cùng đều là tướng không. Vì sao vậy? Vì tất cả Bồ Tát thường khéo tu tập tánh không, tướng không. Nhờ tu tập pháp không nên chỗ trước đây không biết mà nay được biết. Thế nào là biết? Đó là biết rằng không thật có ta và vật của ta. Biết rằng tất cả chúng sanh đều có tánh Phật. Vì có tánh Phật nên những kẻ nhất xiển đề nếu buông bỏ tâm nhất xiển đề thì nhất định sẽ được thành tựu quả A Nậu Đa La Tam Miệu Tam Bồ Đề. Những điều như vậy đều là chỗ mà hàng thanh văn duyên giác không thể biết được, Bồ Tát có thể biết. Vì nghĩa ấy nên chỗ trước đây không biết mà nay được biết. Lại nữa, thiện nam tử, thế nào là chỗ trước đây không biết mà nay được biết? Đại Bồ Tát tu tập kinh điển Vi Diệu Đại Niết Bàn, nhớ lại được đời quá khứ của tất cả chúng sanh, như sanh ra trong dòng họ nào, hoặc cha mẹ, anh em, vợ con, quyến thuộc, bạn bè, kẻ thù oán. Chỉ trong khoảnh khắc của một ý niệm liền đạt được trí tuệ hết sức khác lạ, khác với trí tuệ của hàng thanh văn duyên giác. Thế nào là khác lạ? Chỗ được trí tuệ của hàng thanh văn duyên giác là nhớ biết được đời quá khứ của chúng sanh, như dòng họ, cha mẹ, cho đến kẻ thù oán. Nhưng có khởi các tướng dòng họ cho đến tướng kẻ thù oán, Bồ Tát không phải vậy. Tuy nhớ biết dòng họ, cha mẹ cho đến kẻ thù oán trong đời quá khứ, nhưng chẳng hề khởi những tướng dòng họ, tướng cha mẹ cho đến tướng kẻ oán thù. Chỉ thường khởi tướng pháp, tướng rỗng không vắng lặng. Như thế gọi là chỗ trước đây Bồ Tát không biết mà nay được biết. Lại nữa, thiện nam tử, thế nào là chỗ trước đây không biết mà nay được biết? Đại Bồ Tát tu tập kinh điển Vi Diệu Đại Niết Bàn chứng đắc tha tâm trí, khác với chỗ chứng đắc của hàng thanh văn duyên giác. Thế nào là khác?
hàng thanh văn duyên giác dùng trí trong một niệm tưởng biết được tâm ý của con người, thì không thể biết được tâm ý ở các cảnh giới địa ngục, súc sanh, ngạ quỷ, chư thiên. Bồ Tát không phải vậy. Trong một niệm tưởng có thể biết được khắp tâm ý của chúng sanh trong sáu đường. Đó gọi là chỗ trước đây Bồ Tát không biết mà nay được biết. Lại nữa, thiện nam tử, lại còn chỗ biết khác lạ nữa. Đại Bồ Tát chỉ trong một niệm tưởng biết được tâm của Tu Đà Hoàng. Từ tâm khởi đầu tuần tự cho đến đủ 16 tâm. Vì nghĩa ấy nên chỗ trước đây không biết mà nay được biết. Như vậy là Bồ Tát tu tập Đại Niết Bàn thành tựu đầy đủ công đức thứ nhì. Lại nữa, thiện nam tử, thế nào là Đại Bồ Tát tu tập Đại Niết Bàn thành tựu đầy đủ công đức thứ ba? Thiện nam tử, Đại Bồ Tát tu tập Đại Niết Bàn buông xả tâm từ và đạt được tâm từ. Khi đạt được tâm từ, không phải do nhân duyên. Thế nào là buông xả tâm từ và đạt được tâm từ? Thiện nam tử, tâm từ của phàm phu thuộc về thế đế. Đại Bồ Tát buông xả tâm từ đó, đạt được tâm từ thuộc về đệ nhất nghĩa. Tâm từ đệ nhất nghĩa đó không phải do nhân duyên mà có được. Lại nữa, thế nào là buông xả tâm từ và đạt được tâm từ? Tâm từ nếu có thể buông xả gọi là tâm từ của phàm phu. Tâm từ nếu có thể đạt được tức là tâm từ của Bồ Tát, không do nhân duyên mà có. Buông xả tâm từ của kẻ nhất xiển đề, tâm từ của kẻ phạm bốn trọng cấm, tâm từ của kẻ phỉ báng kinh Phương Đẳng, tâm từ của kẻ tạo năm tội nghịch, đạt được tâm từ thương xót, tâm từ của Như Lai, tâm từ của Đức Thế Tôn, tâm từ không do nhân duyên mà có. Sao lại gọi là buông xả tâm từ và đạt được tâm từ? Buông xả tâm từ của kẻ tật khuyết nam căn, tâm từ của những kẻ không có giới tính hoặc lưỡng tính, tâm từ của nữ nhân, tâm từ của những hạng người đồ tể, thờ săn, chăn nuôi gà, heo. Cũng buông xả tâm từ của hàng thanh văn, duyên giác, đạt được tâm từ của hàng Bồ Tát, không do nhân duyên, không thấy có tâm từ của mình, không thấy có tâm từ của người khác, không thấy có việc trì giới, không thấy có sự phá giới. Tuy tự thấy có lòng thương xót, nhưng không thấy có chúng sanh. Tuy biết có những cảm thọ khổ, nhưng không thấy có người nhận chịu khổ. Vì sao vậy? Vì tu tập nghĩa lý chân thật đệ nhất, đó gọi là Bồ Tát tu tập Đại Niết Bàn thành tựu đầy đủ công đức thứ ba.